mời quý vị khán giả theo dõi bản tin thế giới trưa 10 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, bồi thẩm đoàn ở tòa án Manhattan, New York hôm qua tuyên bố, cựu tổng thống Donald Trump có tội với tất cả 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một cựu tổng thống Mỹ bị kết tội. Bộ thẩm đoàn đưa ra phán quyết sau 9,5 giờ nghị án. Họ dự kiến sẽ tuyên án ông Trump vào ngày 11 tháng 7 tới. Bốn ngày trước khi ông Trump chính thức trở thành ứng viên tổng thống tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa theo đó, ông Trump phải đối mặt với các hình phạt, từ phạt tiền cho đến 4 năm tù giam cho mỗi tội danh. Trước báo giới, ông Trump tuyên bố, Đây là một sự ô nhục, đây là một phiên tòa gian lận với một thẩm phán tham nhũng đầy mâu thuẫn. Phán quyết được đọc tại tòa Manhattan nơi ông Trump bị xét xử từ ngày 15 tháng 4. Ông đã không nhận tội với toàn bộ 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels để che giấu các cáo buộc trong diễn dịch tranh cử của Tổng thống năm 2016. Ngay sau khi có tin ông Trump bị kết tội, các tờ báo hàng đầu tại Mỹ đồng loạt đưa tin ông Trump vẫn có thể tranh cử vào tháng 11 tới, ngay cả khi ông bị tuyên án. Bài xã luận đăng trên tờ Thời báo New York nêu rõ. Hiện pháp Mỹ chỉ đề ra 3 tiêu chí với một ứng viên tổng thống, bao gồm họ là công dân Mỹ sinh ra trên lãnh thổ của Mỹ, trên 35 tuổi và sống tại Mỹ ít nhất 14 năm, Hiện pháp Mỹ không có quy định nào cấm một công dân phạm tội hình sự tham gia bầu cử. Trang Politico đưa tin lịch sử Mỹ từng có tiền lệ một ứng viên tổng thống tham gia tranh cử từ phòng giam. Tại cuộc bầu cử năm 1920, ứng viên đảng xã hội khi đó là LG Vedef, đang thụ án tù 10 năm tại Atlanta và ông đã nhận được gần 1 triệu phí bầu. Hãng tin CNN dẫn lời hai quan chức của Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden đã đồng ý để Ukraine tấn công hạn chế và lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ, nhưng Kiev chỉ có thể tấn công các mục tiêu ở biên giới gần thành phố Kharkov. Một quan chức Mỹ nói rằng, Tổng thống Biden đã chỉ đạo Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở Kharkov. Quan chức trên cho biết thêm, quyết định của Tổng thống Biden chỉ giới hạn ở khu vực xung quanh Kharkov và Ukraine chưa yêu cầu sự cho phép nào vượt qua giới hạn đó. Việc nới lỏng các hạn chế đánh dấu sự phá vỡ chính sách lâu nay của Mỹ ở Ukraine và diễn ra trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng tăng từ các đồng minh của Mỹ về việc cho phép Ukraine dùng vũ khí của phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga. Như vậy, giờ đây, các lực lượng kho đạn dược và trung tâm hậu cần của Nga có thể bị tấn công bằng pháo và tên lửa do Mỹ cung cấp qua biên giới từ Kharkov, phía tây nước Nga. Quân đội Israel hôm qua thông báo đã tiêu diệt khoảng 300 tay súng Palestine ở Rafa kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở thành phố miền Nam giải Gaza này. Người phát ngôn chính phủ Israel, ông David Menser thông báo, quân đội Israel đã tấn công hơn 50 mục tiêu trên khắp Gaza và đã tìm thấy vũ khí, chất nổ và đường hầm ở Rafa. Quân đội Israel đã phát động cuộc tấn công vào Rafa từ ngày 7 tháng 5, bất chấp sự phản đối của dư luận quốc tế liên quan đến sự an toàn của dân thường Palestine đang trú ẩn trong thành phố. Trước khi Israel tấn công, Liên Hợp Quốc cho biết có đến 1,4 triệu người đang trú ẩn ở Rafa kể từ khi cuộc tấn công diễn ra, một triệu người đã rời khỏi thành phố này. Các đợt tấn công hôm qua của Israel cũng làm cháy chợ rau ở thành phố Ramallah thuộc khu bờ Tây, khiến một người bị thương và hàng trăm gian hàng bị hư hại. Rằng sáng qua, quân đội Israel nổ súng, ném lựu đạn cây choáng và hơi cay vào các khu dân cư và chợ ở Ramallah, khiến một người bị thương và hơn 100 gian hàng bị phá hủy. Ông Zajan Omar, một quan chức địa phương, cho biết, Israel đã phong tỏa các con đường dẫn vào chợ và ngăn chúng tôi ứng phó với các đám cháy. Vì thế, chúng tôi phải đợi cuộc đột kích kết thúc mới vào được chợ. Phần lớn đám cháy đã được kiểm soát sau hơn 8 tiếng, tuy nhiên vụ cháy gây thiệt hại lớn. Majenha Mohamed, một tiểu thương, cho biết, Tôi đã mất khích nho, nguồn thu nhập duy nhất của tôi. Chúng tôi đang rất khó khăn. Cuộc đột kích là hoạt động tấn công trên khắp bờ Tây mà Israel đang tiến hành, gồm các vụ đột kích vào các văn phòng đội ngoại tệ, tịch thu thiết bị và bắt bớ. Cũng tin từ Trung Đông, tối qua, máy bay của Mỹ và Anh đã tiến hành 6 cuộc không kích vào thủ đô Sana của Yemen, Ba cuộc không kích nhằm vào núi al nadain ở trung tâm Sana, một vụ gần sân bay Sana và hai vụ nhằm vào khu vực Jaban thuộc quận Sanhan. Cực nam của Sana, máy bay chiến đấu của Liên minh Mỹ-Anh cũng không kích thành phố cảng Hodeida ở Biển Đỏ. Từ tháng 11 năm ngoái, Houthi tấn công tàu thuyền được cho là có liên quan đến Israel đi qua biển đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở dài Gaza. Để đáp trả, Liên minh Hải quân Mỹ-Anh đã tấn công tên lửa và các mục tiêu của Houthi. Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin Thế giới trưa trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!